của năm 9. Hôm nay cô Thủy sẽ hướng dẫn các bạn xé dán cây xanh. Cô Thủy chuẩn bị giấy màu, hồ dán, bút lông, khăn lau, dĩa và một tờ giấy A4. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện với cô Thủy nhé. Bước 1, xé tán cây. Để xé tán cây đẹp, cô vẽ một đường tròn lên tờ giấy màu xanh. Tiếp tục, cô xé theo đường tròn mà cô đã vẽ. Sau khi xé xong tán cây, cô chuyển qua bước 2, xé thân cây. Cô lấy giấy màu nâu, xé dọc thành dải dài để tạo thân cây. Bước 3, cô sẽ dán thân cây và tán cây lên tờ giấy A4. Đầu tiên, cô dán thân cây. Cô dùng ngón trỏ chấm vào hồ và bôi đều lên mặt trắng của thân cây. Cô lật lại, dán lên tờ giấy A4. Cô vuốt nhẹ để thân cây dính vào giấy. Tiếp tục, cô dán tán cây. Cô chấm một ít hồ và bôi xung quanh tán cây. Cô lật lại và dán chồng lên thân cây. Vuốt nhẹ. Sau đó cô sẽ lau sạch tay. Để cây xanh đẹp hơn, cô Thủy sẽ trang trí lên tán cây. Cô xé dải dài. Tiếp tục cô xé vụn. Sau đó, cô chấm vào hồ và bôi lên mặt trắng. Dán lên tán cây. Cô vuốt nhẹ. Sau khi dán xong, các bạn nhớ lau sạch tay của mình nhé. Vậy là cô Thủy đã sẽ dán xong cây xanh. Các bạn thấy đẹp không? À các bạn nhỏ ơi, cô Thủy còn sẽ dán nhiều cây xanh hơn nữa này. Có cây cao, cây thấp. Và cô Thủy hy vọng rằng các bạn ở nhà có thể sẽ dán cho mình thật là nhiều cây xanh. Cô Thủy chúc các bạn thành công. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.